Dạ rồi, xin mến chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước ạ. Dạ rồi, hôm nay thì vườn mai của bà ngoại ha có là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa một số cây mai ghép giống cúc thọ hơn, ghép được hơn 2 năm liền cốt và mùa tàn đều đẹp cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào mình ủng hộ cho vườn của bà ngoại nha. Thì cũng không làm mất thời gian ha, em mời gặp luôn bà ngoại để bà ngoại chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi ngoại ơi. Thì hôm nay cũng xin chào cô chú và quý anh chị mình ạ. Thì rồi, hôm nay nhà vườn cũng có lên một clip mai vàng Bến Tre và cũng có rép được nhiều giống mai mới nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương nhà vườn ủng hộ giùm rất là mang ơn nhiều, thật nhiều nha. Dạ rồi, mình vô cái đầu tiên ngày hôm nay luôn ha, là mã số 11M, nói tiếp clip trước luôn nha cô chú anh chị mình. Là một cây thọ hương ghép phong mai tàn ha, rất là đều đẹp luôn cô chú anh chị nha. Bo khá là già và rìu đẹp luôn cô chú anh chị ha. Rồi, ngoài đó không sớm con đi ngoài. Cái này hoành được 14. Rồi, tàn đều đẹp lắm cô chú anh chị mình ơi. Chiều cao là được 102. Rồi. Tán ngang là được 76. Rồi. Rồi, cái này mình giao lưu bao nhiêu ngoại? Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương nhà vườn ủng hộ cho cây này là 700 thôi. Cái giá rất là mềm dễ mua nha cô chú và quý anh chị mình ủng hộ dùm rất là mang ơn nhiều, thật nhiều. Dạ rồi, mình đổi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 12M. Rồi, 12M cũng là một cây thọ hương đó cô chú anh chị ha. Đó, tàn cũng khá luôn cô chú anh chị mình ha. Nè, cái chột khá là to nha cô chú anh chị, chột ghép bự gần bằng tay cái luôn cô chú anh chị. Rồi, ngoài đó không sớm con không ngoài. Cái này hoành được 12 mấy, tính 12. Rồi. Chiều cao là 111. Rồi. Tán ngang là được 71. Rồi. Rồi, cái này mình giao lưu bao nhiêu ngoài? Thì cây này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này là 700 thôi. Đợt này là cái lô mai này dễ mua lắm nha cô chú và quý anh chị mình cũng nhờ thương mà ủng hộ giùm. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo mã số 13M. 13M là một cây thọ hương nữa cô chú anh chị ha. À, tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Chột ghép ngon lành luôn cô chú anh chị. Rồi, ngoài đó không sớm con không ạ? Cây này hoành được 14. Rồi. Chiều cao là được 76. Tán ngang là được 72. Rồi. Thì cây này cái tàn cũng xum xê nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ nha nhà vườn. Cây này là 600 thôi. Rồi mình đổi cây nha. Ừ. Rồi tiếp theo cây mã số 14M. 14M cũng là họ hơn ghép phong mai tàn nha cô chú anh chị ha. Chột ghép khá là to, đều đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi thông số luôn nha ngoại ơi. Cây quả này hoành 13 mấy, tính 13. Rồi. Chiều cao là được 85. Rồi. Tán ngang là được 72. Rồi. Thì cây này theo lẽ là 700 nhưng thôi cũng giảm giá cho cô chú và quý anh chị mình nhờ thương mà ủng hộ cho cây này là 650 thôi. Rồi, cây tàn cũng xum xê lắm đó cô chú và quý anh chị mình. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 15M là một cây cúc thọ hương tiếp tục cô chú anh chị ha. Cây này tàn khá là đều luôn cô chú anh chị mình. Rồi thông số luôn ngoài ơi. Mấy cái chục ghép thì cô chú anh chị mình khỏi lo nha, mấy cái chục ghép khá là to ha. Cây này hoành được 13 mấy, tính 13. Nó gần liền cái đầu ghép bằng tay trỏ hết cô chú anh chị. Chiều cao là được 98. Rồi. Tán ngang là được 79. Rồi. Thì cái này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn cái này là 700 thôi. Rồi mình đổi cây nha. Ừ. Rồi tiếp theo cây mã số 16M là một cái thọ hương phong tàn nữa cô chú anh chị mà lụng lực ha. Cái này thì đế nôm đế bàn 24 giờ cô chú anh chị ha. Bàn đều ra luôn cô chú anh chị. Tàn khá là xum xuê luôn, đều tàn ha. Thông số luôn ngoại ơi. Cây này hoành được 13. Rồi. Chiều cao là được 74.
Rồi. Tán gang là được 69. Rồi. Thì cái này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cái này là 600 thôi. Rồi, mình đổi cây ha. Ừ. Rồi, tiếp theo cây mã số 17M. 17M là một cây thọ hương á cô chú anh chị. Cây này tàn đều đẹp luôn cô chú anh chị ha. Ấm tàn. Cái này mình ghép được 3 bo thôi nha. 3 bo. 3 bo mà 3 bo lớn á cô chú anh chị ha. Ghép trên đầu nè. Rồi, thông số luôn mà ngoài. Cái này hoành được 13. Rồi. Chiều cao là được 73. Rồi. Tán ngang là được 77. Rồi. Rồi cái này mình giao lưu bao nhiêu ngoại? Thì cây này đúng ra là 700, nhưng thôi hôm nay cũng giảm giá cho cô chú và quý anh chị mình 50. Nhờ cô chú và quý anh chị mình thương ủng hộ cho cây này là 650 thôi. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 18M của chú anh chị mình. Cũng là thọ hương ha, ghép phong mai tàn, phong cao, tàn đều đẹp luôn cô chú anh chị mình. Rồi, thông số luôn mẹ ơi. Cây này mình ghép được 3 bo lớn rồi cô chú anh chị ha. Cây này hoành được 14,5. Cây này kẹo tàn ấm tàn nha. Chiều cao là 83. Tán ngang là được 76. Rồi. Thì cây này nó xum xê rất là cái tàn rất đẹp nha cô chú và quý anh chị mình. Cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn cây này là 650 thôi. Đó là giảm giá rồi đó nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi mình đổi cây nha. Ừ. Rồi tiếp theo cây mã số 19M. 19M cũng là một cây thọ hương, phong mai tàn, phong cao nữa cô chú anh chị ha. Rồi cái chọc ghép khá là lớn luôn cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn rồi ngoại. Cây này hoành được 13. Rồi. Chiều cao là được 82. Tán ngang là được 74. Rồi. Rồi cái này mình giao lưu bao nhiêu ngoại? Thì cây này là đúng ra là cây này 600 nhưng cô chú và quý anh chị mình. Nhưng hôm nay thì nhà vườn cũng giảm giá cho cô chú quý anh chị mình 50 nhờ thương mà ủng hộ cho 650 thôi. Tại vì tôi cũng lớn tuổi tôi bán cũng nói 550. 600 bớt 50 mà 650 chết luôn rồi. Trời ơi bởi nói lộn cô chú quý anh chị mình cũng thương bỏ qua giùm nha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 20M cũng là cây cuối clip bà ngoại giao lưu ngày hôm nay luôn cô chú anh chị mình ha. Là một cây cúc thọ hương phong tàn nữa cô chú anh chị ơi. Cái này tàn khá là đều ha. Chọc dép khá lớn cô chú anh chị ha. Đế có cũ luôn ha. Rồi thông số luôn không ạ. Cây này hoành 16 mấy tính 16. Rồi. Chiều cao là 86. Rồi. Tán ngang là 78. Rồi. Rồi, cái này mình giao lưu nhiêu ngoại? Thì cái cây này cô chú và quý anh chị mình nhìn kỹ dùm cái gốc nó mình nó bự lắm nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này là 750 thôi. Là cây xứng đáng đó cô chú và quý anh chị mình ơi. Rồi, thì cái này cũng là cây cuối clip luôn hả ngoại? Thì cái này cũng là cây cuối clip. Thì cũng xin chúc cho cô chú và quý anh chị mình được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý, mừng ăn phát tài, mua may bán đắt nha cô chú và quý anh chị mình. Thì sau đó cũng chúc cho gia đình được tràn đầy hạnh phúc nha. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như bà ngoại cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho bà ngoại trong các clip trước cũng như là clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình và xem được cái nào mình ủng hộ cho bà ngoại nha. Rất mong lần này bà ngoại quay trở lại để giao lưu. Mong cô chú anh chị mình cũng thương bà ngoại mà ủng hộ cho bà ngoại nha. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.